Dù năm nay, ngày vía thần tài rơi vào chủ nhật, ngày nghỉ của nhiều người dân. Nhưng từ đầu giờ sáng, các cửa hàng kinh doanh vàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã rất đông đúc. Giá vàng hôm nay có nhỉnh hơn một chút so với ngày hôm qua. Nhưng trong ngày này, với niềm tin mua một ít vàng để lấy may, giá cả đã không còn quan trọng với nhiều người. Vợ chồng anh Cường còn phải đi sớm hơn mọi năm để mua được vàng. Mình mua vàng miếng con giáp thì mua khoảng 2 chỉ thôi. Cầu cho năm nay sẽ được nhiều may mắn thôi. Thì mọi năm thì hay xếp hàng, hay đứng đợi đông với lại là sợ hết vàng nên mình đi sớm thôi. Ngày vía thần tài thì một năm có một lần, cho nên có nhích đợt nhích hơn một chút thì mình vẫn chấp nhận được. Đông, mình rất là tấp nập, rất là nhiều. Ngoài chọn miếng vàng thần tài, vàng miếng có hình con giáp của năm nay cũng được nhiều người lựa chọn. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn tung ra những sản phẩm mới như vòng tay có mặt kim khuyển. Đã lường trước được lượng người mua vàng vía thần tài tăng cao, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chuẩn bị lượng vàng nhiều gấp 2 đến 3 lần so với mọi năm. Tuy nhiên trong ngày này, nhiều sản phẩm vẫn cháy hàng. Mọi năm cũng đông chị, nhưng mà tại vì mọi năm là ít quầy hơn. Năm nay tụi em chia ra 4 quầy là mình cũng không đỡ. Còn là vàng miếng một chỉ thì sẽ hết hàng chị. Dạ. Tại vì cái đó là nhu cầu người ta sử dụng cũng cao á, cho nên cái đó mong hết hàng á. Kim túc đại cát. Có nghĩa là chó vàng mang lại may mắn cho chủ sở hữu. Thì cái dòng hàng đó là dòng hàng mà vàng 24K, có trọng lượng gần 2 lượng vàng, giá tầm khoảng 80 triệu. Thì mặt hàng đó được mọi người rất là ưa chuộng và hầu như là cháy hàng hết. Thì khách hàng bây giờ muốn mua là hầu như phải đặt lại. Các đơn vị kinh doanh vàng dự kiến năm nay sức mua sẽ tăng trên 50% so với năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu mua vàng của người dân trong ngày vía thần tài, các cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đều mở cửa cho đến khi hết khách.